tất cả cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua luôn được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Trên mạng xã hội đã đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế taxi bị hành khách đánh tới tấp. Theo thông tin đăng tải, một nam hành khách lớn tuổi có biểu hiện say xỉn, liên tục tìm cách gây sự với tài xế. Sau khi xuống taxi, ông ta đã mở cửa bên tài xế, dùng chân đạp tới tấp vào anh này. Vụ việc chỉ dừng lại khi có một người đàn ông mặc áo Grab đến căng ngăn, lấy thân mình che chắn cửa taxi, không để hành khách đánh được tài xế. Sau khi đăng tải, đoạn clip đã thu hút được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến bình luận tỏ ra bức xúc trước hành động của hành khách. Nhiều người cũng dành lời khen ngợi người đàn ông mặc áo Grab. Đến sáng ngày 6 tháng 4, Công an Phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắc vẫn đang tiếp tục xác minh vụ việc một tài xế taxi bị tấn công để xử lý. Anh VMH, Tài xế taxi bị hành hung cho biết khoảng 22 giờ ngày 4 tháng 4, anh đón hai khách trên đường Trần Hữu Dực, thành phố Buôn Ma Thuột để chở đến quán karaoke trên đường Y Sau khi xe di chuyển, dù máy lạnh đã bật nhưng hành khách ngồi trước vẫn yêu cầu mở. Anh Hát nói xe đang mở máy lạnh, nếu anh thấy nóng thì để em mở cửa lấy gió ngoài cho mát. Hát vừa hạ kính cửa xe thì hành khách này lại nói bỏ tiền đi taxi mà không mở máy lạnh à. Nên anh tiếp tục kéo kính lên. Đi được một đoạn, hành khách này tìm cách gây sự và dùng tay đập vào kính cửa xe. thấy vậy anh hát hỏi, gì về anh? Người đàn ông nói, không sao đâu em, bể kính em chưa có, nhưng đánh em thì có rồi đó. Anh hát nhớ lại, sau khi xuống xe, ông này đã tấn công liên tục vào người tôi. Giờ đang đau ở sườn ngực, ngoài ra ông ta còn làm bể chiếc điện thoại tôi mới mua một tháng sau khi bị tấn công anh hát đã đến công an phường thắng lợi trình báo ngay sau đó công an phường đã mời những người liên quan tới làm việc